Bây giờ tự giới thiệu về mình đi. Rồi em gái giới thiệu trước đi nè. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào bạn Nam và em chào khán giả. Em tên là Huỳnh Ngọc Hiếu, em 26 tuổi. Em là điều dưỡng chuyên ngành nữ hồ sinh ạ. Em đến từ Tiền Giang ạ. Rồi em trai. Dạ, em tên là Trần Thông Trí. Em làm công việc về cũng gần như là đỡ đẻ luôn. Em bán tả. Em bán tả. Tả liên quan gì đỡ đẻ không? Thì nó cũng là chung chăm sóc cho em bé. Trời ơi, người ta đẻ ra rồi người ta mới xài tả. Ông gì chuyện chung tôi tưởng đâu, ông cũng làm gì trong bệnh viện. Rồi, quê quán mình ở đâu? Dạ em người Sài Gòn, mới 25 à. Rồi, quen bạn trai nhỏ hơn được không? Dạ được ạ, không sao ạ. Vui ha? Dạ. Thích ha? Dạ lấy tay được ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em hiền, em ngoan. Ngoan. Dạ. Em biết nấu ăn, nhưng mà ngon hay dở thì tùy mọi người thôi. Ăn được là được rồi. Dạ. Em biết lắng nghe và chia sẻ. Còn điểm yếu của em là em hơi nóng tính. Mỗi lần em nóng tính thì em ít nói, là em không, dường như là không nói luôn. Nhưng mà những lúc mà em nóng quá thì em có thể đập đồ. Hả? Dạ. Chà, chắc bể hết đồ quá. Có đập người không? Dạ không, mà em chỉ đập đồ thôi ạ. Đừng nha, đừng nên nha, đừng nên thử nha. Không nên nha. Có gì em điều trị cũng được. Em đập xong em điều trị được luôn hả? Dạ. Ly mà em đặt bể gọi là dục thôi, chứ em đâu làm gì được đúng không? Cho nên không nên dùng bạo lực. Dạ. Càng quá. Sao em sợ không? Càng quá. Càng quá hả? Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em á thì là cái người kinh tế mà, nên biết cách chi tiêu. Rồi thứ hai là em có biết chơi piano, em biết nghề nghệ thuật. Đó. Còn yếu điểm của em thì cũng gần giống như bạn nữ là nóng. Khi cho công việc của em mà nó có gì nó trật mà nó chậm trễ là em hay nóng. Có hồi nào đang chơi đàn nóng đập đàn, đập vỡ cái đàn luôn không? Dạ tiếc lắm chị ơi. Tiếc lắm, vậy là cũng còn khôn. Đập mà lựa cái đập chứ không phải cái gì cũng đập nha. Không sao cả. Rồi tình trường. Dạ tình trường của em thì em có gì để nói. Tại vì em không có một mối tình nào bắt vai được. Em chỉ yêu, chủ yếu là yêu đơn phương. Thấy anh này đẹp trai, anh kia đẹp trai thôi. Thì em thích thôi chứ còn quen hiện tại. Dạ quen hiện tại thì em không có. Tiêu chuẩn em cao quá hay là như thế nào? Dạ không, tại vì em đi học thì cũng là toàn là nữ, lớp là nữ không, còn đi làm thì cũng là nữ như bé thôi, thì nên là mối quan hệ của em thì cũng không có gì. Rồi em nói em còn thích trai đẹp không là sao? Thì ra đường thì nhìn thấy trai nào đẹp thì mình nhìn đi. Có khi nào em tỏ tình với ai chưa? Dạ cũng được một lần, nhưng mà lần đó thất bại. Mới vừa nhắn tin có một cái là anh kia nhắn tin là thôi rồi thôi xong luôn. Mới nhắn tin thôi, em nhắn sao mà anh kia thôi. Em nói là em thích anh vậy đó, rồi nói chung là cũng lâu lắm rồi, em cũng không nhớ nữa. Cái anh thôi luôn, anh từ chối thẳng thừng luôn. Người đàn ông nằm thưởng phàn như trời ơi là trời. Còn em, mấy mối tình rồi? Chính hết thì hai mối tình rồi. Mối tình đầu thì cùng quê với bạn. Cùng quê với bạn này? Dạ. Rồi cái mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì ở trên Gia Lai. Cái mối tình nào là mối tình sâu đậm? À, mối tình đầu. Tình đầu là cùng quê bạn này hả? Cùng quê mà cùng ngành luôn. Học bên y dược, vật lý trị liệu. Hỏi đi, hỏi thăm đứa coi phải không? Bạn nữ ơi. Dạ. Bạn có gần chợ gạo không? Dạ không ạ. Em có chỉ Châu Thành thôi ạ. Thì bạn nữ ngày xưa của em ở gần anh Trường Đua. À, ngay Trường Đua, trên cổ đua mất tiêu rồi phải không? Ừ. Em tưởng đâu hai người này yêu nhành nhầm giống nhau rồi chứ. Lý do sao chia tay? Phần cũng có lỗi của em. Thì em lo mê đàn quá. Và lúc đó thì cái thời sinh viên á, hay đàn cho mấy bạn nữ hát á, thi này, văn nghệ này kia á. Tập riêng, cái ghen. Rồi nói chung ghen đủ đều hết. Ghen là đúng rồi. Rồi về cái ta chia tay luôn đó. Thật ra cũng chia tay rồi quay lại cũng mấy chập vậy đó. Cái cuối cùng là em nói thôi. À, lỗi của em. Cũng phần lỗi của em. Rồi phải tập trung vô lo cho bạn nữ chứ nha. Dạ. Bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Thì nói chung là cũng không cần đẹp quá, nói cho nhìn được, đừng có đòi hỏi em quá. Được, đòi hỏi gì? Đừng đòi hỏi vật chất em quá. Trong tình yêu em có quan trọng gì việc vật chất không? Thì không ạ, quan trọng là anh đó biết chia sẻ với em công việc nhà, rồi thông cảm cho em những lúc mà em đi trực này nọ thì phụ em là được. Về ngoại hình em muốn một người bạn gái như thế nào? Bình thường thôi. Cao thấp mập ốm? Khi gu của em nói chuyện bình thường thôi, đừng có... Anh ơi mập quá có sao không anh? Mập quá là mập chưa? Cỡ chị đó Cát Tường là được đâu. Tôi mập hả nè, tôi mập hồi nào? Ai nói tôi mập? Quý vị có thấy Cát Tường mập không quý vị? Không hề. Không, ý là dáng chữ cỡ chị Cát Tường là được rồi. Đọc chứ không có mập như cơ nha. Rồi, đọc. Rồi, giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, cũng bình thường hả chị? Nữa, cái từ bình thường thì nó mệt. Tôi sợ nhất là mai cho ai mà tôi hỏi để tiêu chuẩn để tôi kiếm người làm mai mà tôi nói bình thường. Nói chung là nếu mà nói ra thì em hơi đột khỏi cao quá, giống như là Hoắc Kiến Hoa, giống như Hồ Ca vậy đó. Cái này là ca gì đây không biết nữa.
Cái này là không phải hoắt kiến qua mà quắt rồi đại ca. Thôi được rồi, đâu để tôi coi hình ảnh nha. Rồi hình em đâu, đưa chị coi. Hả? Nè, tìm đi. Cô ấy đó, ôi ôi. Ôi ôi, ba chàng trai đẹp quá, muốn chọn chàng nào? Để coi thử coi cái gu của mọi người như thế nào. Có ảnh nó chọn đó, em chọn đi. Dạ em chọn rồi đó chị. Tao. Này. Sao tại sao em chọn anh đó? Dạ em thấy hai anh kia thì hơi lớn tuổi rồi. Cho tuổi hơn em thì anh chọn anh đó. Chứ không phải cô mê trai, cô thấy trai đẹp đó là cô chọn nữa hả? Dạ cũng vậy. Đúng vậy luôn hả? Hàng chi biết tại sao đó dễ rồi. Người ta chọn nó vừa phải thôi. Đây, chọn chưa? Đã chị chưa? Giữa rồi. Hả? Sao kêu bằng chị? Đậu Vương. Đây em lớp. Bạn bạn. Bạn ở giữa áo đỏ đó cưng. Bây giờ các bạn ơi, các bạn hãy nhìn xem cái dự đoán của mình có đúng hay không nha. Sau khi các tường mở cửa trái tim này ra, quý vị khán giả ơi, các bạn hãy xem cặp đôi này có hợp với nhau hay không nha. Một, hai, ba. Ai trúng ai sai? Ai sai bị phạt. Đừng sai. Anh chọn đúng rồi đó. Giờ phạt ảnh gì đây em? Phạt gì được chị? Hát bài đi cưng. Anh thuộc bài nào anh hát bài đó. Anh muốn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối, dù cho những lúc giá rét, dù đêm mưa đông lạnh lùng. Anh đến với em mang bao tình yêu năm ngàn, nụ cười trên môi gió hết âu lo. Ông hát như ông ru cho em bé ngủ vậy đó. Ông bán tả em bé. Ông vừa mang tả, ông vừa hát, sợ em bé khóc. Thương ghê vậy đó. Bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức một bữa ăn trưa cùng nhau. Rồi hai bạn cứ trò chuyện với nhau ha. Bây giờ mời hai bạn cùng thưởng thức buổi trưa với nhau nha. Nhớ nha, tâm sự nha. Hai bạn nhỏ hơn mình kêu bằng bạn ha. À. Bạn ăn đen đâu? Mày, mình ăn ở Bình Thạnh. À, mình ở Tân Bình. Tân Bình là hả? Làm gì ở đó luôn hả? Ừ, đúng rồi, mình làm ở Bình Gò Vấp. Tân Bình qua Gò Vấp cũng gần ha. Ừ, không nhưng mà tại mình làm thi trường á nên mình đi tùm lum á. Bạn có ngại bạn gái mình đi trực ca kiếp không? Bình thường thì lễ Tết cũng được nghỉ nữa. Sao, bình thường cái công việc mà. Mình chỉ sợ là bạn trai mình làm việc quá sức thôi. Nhà bạn có mấy anh chị em? Có hai chị mà khác cha. Còn bạn? Em mình thì cũng hai. Mình có anh kìa. Hồi xưa bạn học trường nào? À, đại học Y Dược, thành phố. À, hướng Nam. Chắc là bạn học khóa 11 đúng không? Đúng rồi, gái cũ mình học khóa 10. Sao bạn chia tay vậy? Nói chung là cũng kể khác lúc đó mình không có quan tâm lắm. Mình để bạn gái mình hay ghen. Tại lúc đó mình giao tiếp với nhiều bạn nữ á, cái ghen. Rồi cũng là do lỗi mình. Quen bao nhiêu lâu thì kết hôn? Chắc khoảng 2 năm. Bây giờ công việc các bạn ổn định rồi. Thật ra thì kinh doanh thì không nói được chưa ổn định. Nhiều khi thị trường nó khó khăn thì phải chịu thôi. Bệnh viện mình thì riêng về nữ á, mà thấy nữ bán tả không à? Chưa thấy nam bán tả. Nam bán nhiều lắm. À. Bán bằng người sinh nữa. Vậy là thích trẻ con lắm không? Không phải là hẳn là thích hay không thích, nhưng mà nó bình thường thôi. Còn bạn? Thích. Là thích mới làm ngành này. Thích đi phụ không? Cũng thích nhưng mà không có thời gian. Cuối tuần thì còn phải làm hả? Lo đi làm kiếm tiền không à? Mình thì hơn thích đi du lịch. Thời gian rảnh mẹ ở nhà làm gì? Chơi đàn không à? Vậy là mê đàn đúng không? Không có mê game hả? Không. Còn uống giống như nhậu, uống rượu như thế nào? Không. Không thích. Thì cuối năm thì đi uống coca vậy á. Thì nào ép quá thì uống vài lon bia. Không biết uống, biết uống mà biết dừng lại là được. Thật ra cái đồ mình bao nhiêu cũng được. Nhưng mà không thích thôi. Thì cơ bản là bia nó đắng lắm. Uống ngọt chả ngon. Mình cũng uống được. Chai hay chai à? Mình thấy là thích gì miền Tây chơi không? Đồ ăn ngon, rẻ. Sao rồi? Có hợp gì được nhiều chưa? Thả nhiều có móc nối chuyện làm ăn, tình yêu gì chưa? Cũng thế. Dù bên đây người ta đỡ đẻ xong cái ta chỉ qua đây bán tả rồi vậy đó. Kiểu như mình phối hợp làm ăn vậy đó. Bệnh viện nó có bán rồi. Chưa gì từ chối rồi, thiệt tình luôn á. Sao nãy giờ cảm nhận có hiểu hiểu nhau được thêm phần nào không? Dạ được, dạ có chút xíu. Bạn nói gần gũi à, vậy nói chuyện. Em có chịu làm dâu không? Dạ được, không sao. À,
Hiện tại em đang sống với ai? Em sống với mẹ thôi. Rồi thôi bây giờ vậy chị Tường sẽ có những vài trò chơi dành cho tụi em ha. Dạ. Tường sẽ có những cái lá bài, mấy bạn sẽ bóc. Bây giờ đây là lá bài em bóc, em yêu cầu bạn trai của mình đọc lớn lên, bạn trai sẽ thực hiện những yêu cầu trong này do em đưa ra. Hãy yêu cầu bạn nam kể ra ba sở thích con nít nhất của bản thân. Nóng nè. Nóng, con nít đâu có nóng. Nít nóng gì? Nít nóng là nó sốt thôi. Nóng tính á. Con nít làm gì có nóng tính. À, thích đi chơi đàn nè. Bạn nít hay thích gõ 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 á. Chơi đàn. Là hồi nhỏ em hay khoái gõ lắm. Gõ gì nữa? À, thích đi biển. Đi bơi. Đi bơi. Thích nhõng nhẽo. Thích nhõng nhẽo. Em có thích nít nhõng nhẽo không? Dạ không. Chết rồi, không thích nít nhõng nhẽo. Bên này thích nít nhõng nhẽo, bên này không thích nít nhõng nhẽo rồi sao? Rồi, tới em. Giả sử bạn trai mình rất đào hoa thì bạn có ghen không? Khi bắt gặp anh ấy đi cùng với một cô gái rất tình tứ. Ghen đó. Thí dụ mà gặp đang đi chung với một cô gái khác thì em làm gì? Dạ, lúc đó thì em chỉ nhìn thấy thôi. Rồi có gì thì mình chụp hình lại. Rồi mình về mình xử sao? Xử như thế nào? Chắc em không quánh lại người ta đâu. Nhưng mà có thể nhưng mà chia tay luôn cũng được. Nó hay quá, bà chưa có bồ. Bà nói giống như là bà có bồ, bà có kinh nghiệm lắm vậy đó. Có đâu cưng, nhiều khi lúc đó khóc bù lu bù lo chạy theo năn nỉ á. Có không? Chắc không. Sao này kể giống như chuyện của em ngày xưa quá. Ủa, ngày xưa sao? Ngày xưa chị sao? Tình tứ thì không phải tình tứ, nhưng mà em ngồi tập riêng với bạn nữ á, tập đàn để lên trình diễn á, có mình em với bạn nữ tập thôi. Ừ đó. Rồi bạn gái em lên làm gì em? Thì bạn gái em thấy nhìn vô thấy là vậy thôi hả? Thì cũng đâu có làm gì người ta đâu. Cũng làm, em cũng hơi muối. Hơi muối hả? Rồi bây giờ chị muốn hai bạn có một cái chút xíu nữa để mình có cái lắng động lên, mình suy nghĩ về nhau. Hai bạn hãy nhìn thẳng vào mắt nhau nhé. Hai bạn hãy nói cho đối phương biết là bản thân của mình hiện tại mình đang suy nghĩ điều gì. Em cảm nhận là có cái gì đó nó hiền. Hiền hiền. Dạ. Khác với lại cái gì mà bạn nóng tính bạn đập đồ. Lâu lâu em mới đập thôi. Thì bạn hiền. Nhưng mà bạn có chút gì nó nhát nhát. Còn gì nữa, phải đúng trong lòng mình đang nghĩ cái gì. Em chưa có cảm nhận gì được. Mở ra là nhìn thấy liền chứ, bãi bạn trai mở mặt ra là tôi nhìn thấy liền. Đẹp trai. Không nói câu đó là dối lòng. Hồi nãy em nói em thích trai đẹp mà đúng không? Dạ đúng ạ. Vậy được không? Vậy là đẹp chưa? Dạ đẹp rồi chị. Quá đẹp rồi. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha, đặt tay vào nút bấm. Nếu như mà đồng ý thì chúng ta bấm thật mạnh. Nếu không đồng ý thì sau 3 tiếng đếm của các tường chúng ta lấy tay ra. Hiểu không? Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Hết thời gian. Tại sao em lại không bấm? Đúng gu của em mà, sao em lại không bấm? Em thì nói chung cảm nhận của em nó chưa có. Nếu mà có thời gian để tìm hiểu hơn thì em sẽ biết đâu được. Em không có cảm tình gì với anh ấy hả? Em không thích hả? Dạ không, thích thì em có thích đó, nhưng mà nó chưa có đụng vào trái tim em được. Em cần chút xíu vậy đó. Còn em, tại sao em không bấm? Thì cũng gần giống bạn nữ là nói chung là nhìn cái nhìn đầu tiên thì em thích thì có thích á, nhưng mà nó vẫn chưa đủ để rung động. Với lại cũng bất ngờ là em chỉ sợ là khi quen bạn á, nó có quá nhiều cái trùng hợp với mối tình đầu của em. Đó là quyết định của hai bạn, chị Tường rất là tôn trọng ha. Rồi xin mời hai bạn. Như vậy là ngày hôm nay là các Tường đã không có làm tròn cái trách nhiệm làm mai mối của mình. Nhưng mà không sao, giống như Tường nói ngay từ đầu, ý nghĩa của chương trình chúng ta là rất là thiêng liêng, rất là cao cả. Khi bấm nút chúng ta có thể tiến tới hôn nhân ha, sinh con đẻ cái. Nếu như chúng ta chưa cảm thấy là đủ duyên, chưa có rung động thì chúng ta vẫn có thể làm bạn với nhau được, đúng không nè? Biết đâu sau này chúng ta vẫn có thể đến được với nhau. Hoặc là hiện tại bây giờ nè, quý vị khán giả ơi, mọi người đang theo dõi, biết đâu có bạn nào thích bạn trai này hay là thích bạn gái này, hãy mạnh dạn hãy liên lạc với chúng tôi quý vị nhé.